Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Trà Thành. Hiện tại Nhân đang ở trên đường Tô Hiến Thành ha. Ở đây là khu vực của phường 13, quận 10 nha anh chị. Đó, đằng kia là ngã tư, ngã ba đường Tô Hồ Bá Kiện và đường Tô Hiến Thành. Đi thẳng tí xíu nữa là ngã ngang ngã ba đường Cách Mạng tháng 8 và Tô Hiến Thành ha. Ở bên kia đường là quận 3 rồi đó chị. Hẻm mình là hẻm 163 ha, 163 đường Tô Hiến Thành ha. Hẻm 163 là hẻm nhựa nha. Ở hẻm xe tải ra vào ha, ở đây bán rất nhiều phụ kiện nội thất nhà nè đó. Còn đằng kia mình chạy thẳng tới là Sư Vạn Hạnh, Bixi ha, Bixi Tô Hiến Thành ha anh chị. Đó, đây là hẻm 163 ha anh chị, ở khu dân cư hiện hữu hết á. Hôm nay Nhân tới review cho anh chị một căn nhà đó, nằm ở trong hẻm 163 này. Hẻm trước nhà của mình thì được 3 mét nha, hẻm thông như bàn cờ, là khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Đây hẻm 163 nhưng đi vào ha. Căn nhà này thì được xây dựng với kết cấu là một trệt ba lầu mái đúc nha anh chị. Đó, trệt ba lầu và mái đúc ha, có được ba phòng ngủ thôi. Chiều ngang á là 3 mét và chiều sâu vào á là được 11 mét ha anh chị. Hẻm trước nhà là 3 mét, nhà mới đó. Nhà mới anh chị vào ở ngay, hướng nhà là hướng đông nam nha anh chị, hướng nhà là hướng đông nam á, khu dân cư hiện hữu, tổ hồng riêng ngay trường mầm non phường 13 nè, mình quẹo vào ha. Đó, hẻm này là 163 xẹt 14 ha anh chị, 163 xẹt 14 cũng là hẻm nhựa luôn nha. Ở hẻm 163 xẹt 14 là hẻm nhựa luôn và mình đi thông 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 nhau ha. Đó, còn đây mình quẹo vào hẻm nè. Ở đây mình đi từ thẳng là kia cũng ra đường Tô Hiến Thành luôn nha, đi thẳng đó cũng ra Tô Hiến Thành được luôn đó. Còn cái nhà mình ở đây nè, vị trí này trước nhà mình là 3 mét ha, hướng nhà hướng đông nam. Rồi bây giờ Nhân vào trong review bên trong cho anh chị mình xem á, khu dân cư ngủ hết ha. Anh chị mình quan tâm căn nhà này thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Rồi mình vào trong review cho anh chị mình xem, hãy nhấn like để ủng hộ kênh nha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem nhiều video ha, và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị. Ở khu dân cư ngủ hết nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực của phường 13, quận 10 ha. Ở đây là đường Tô Hiến Thành nha anh chị. Ở đây là đường Tô Hiến Thành ha. Đó, hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở đường Tô Hiến Thành. Hẻm mình hẻm thông luôn nha. Ở đây là hẻm 163 xẹt 12 đó, đường Tô Hiến Thành phường 13 quận 10. Ngoài kia là đường xe hơi chạy vào tới đây luôn nha, và căn nhà mình chỉ nằm đằng kia thôi đó, một vài căn là tới rồi. Và hẻm thông luôn nha anh chị, đằng kia là hẻm nhựa nha, kia là hẻm nhựa anh chị. Ở hẻm đó là 163 xẹt 14, hẻm 163 là hẻm nhựa đó, hẻm 163 xẹt 14 cũng là hẻm nhựa ha. Đây mình vô đây. Hẻm này không ra đường Tô Hiến Thành hết ha. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Đó, chiều ngang của căn nhà mình là gần 3 mét và chiều sâu vào là 11 mét nha anh chị. Được xây dựng với kết cấu là một trệt và ba lầu ha anh chị. Đó, sổ hồng riêng nha, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên hẻm vào nhà của mình nè. Hẻm trước nhà của mình là gần 3 mét đó anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu hết luôn. Ở đằng kia thì cũng hẻm thông ra đường Tô Hiến Thành được nữa, hẻm thông tứ phía luôn nha anh chị. À, căn nhà mình sẽ giới thiệu của mình đây, đây trước nhà của mình nè anh chị, trước nhà của mình đây ha. Nhà điện chính nước chính ha, trước đây có cái đồng hồ, trước ở đây có cái camera nữa nè. Đây là mái che, có tấm poly để che nước không có tạt vào nhà mình ha. Cổng ở bên ngoài thì một lớp cửa sắt bên ngoài ha. Đây làm cái chỗ để chạy xe vô, lót đá hoa cương hết rồi. Tìm nhà cao ráo sạch sẽ nha, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, điện chính nước chính hết nha anh chị. Ở ngang là gần 3 mét và chiều sâu giờ là 11 mét anh chị. Đó, hẻm thông. Đó, vị trí trung tâm gần chợ Hòa Hưng, gần Bixi, gần Bixi á, gần Siêu Vạn Hạnh, Vạn Hạnh Mall anh chị.
Rồi, đất đá Hoa Cương, địa chỉ của căn nhà mình là 163 xẹt 12 xẹt 36 đường Tô Hiến Thành, phường 13 quận 10 ha anh chị. Hướng nhà là hướng đông nam nha. Hướng nhà là hướng đông nam ha. Hai lớp cửa bảo vệ. Cửa bên ngoài là lớp cửa sắt bốn cánh ha. Mình thể mở lớn ra nữa. Đây lọc đá Hoa Cương, đây làm kệ dài. Đó, làm kệ dài ha. Trước này lọc đá Hoa Cương hết. Cửa bên trong thì cửa nhôm sifa kết hợp với kính, có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi. Đó, thêm chỗ này đá Hoa Cương ha, họ chủ xây chỗ đó cao hơn để anh chị mình để xe. Đó, giờ chạy vô nhà để xe chỗ này rồi đi vô thôi. Đó, không dính líu tới phòng khách của mình ha. Ở trên này, ở trên thì có là cái đèn trang trí ha. Rồi nhân vào trong review bên trong cho anh chị mình xem nha. Ở cái thềm chỗ này thì hai bậc anh chị, có lót đá Hoa Cương ha, xung quanh thì có đi cái chỉ khoảng 2 tấc lên rồi. Trần nhà cao ráo ha, sạch sẽ. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha. Mặt bếp thì xài đá Hoa Cương. Mặt trong thì xài kính ha. Đây không gian bếp của nhà mình nha, tủ lạnh đem đây. Nhà đúc bê tông cốt thép hết ha, với diện tích sàn thì khoảng gần 100 mét sàn anh chị. Có sân thượng cao ráo sạch sẽ, khu dân cư hiện hữu hết ha. Đây cái hai bồn rửa ha. Ở đây có cái đèn nữa nè, đây có cái đèn từ bếp trên từ bếp dưới rồi để rất là nhiều đồ nha. Đèn hát lên cho chị mình ha, xem ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 380 triệu nha anh chị. Giá này bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn. Hẻm trước nhà là gần 3 mét ha. Một trệt và 3 lầu nha anh chị. Bếp trên, tủ bếp dưới để rất là nhiều đồ luôn nha. 5 tỷ 390 triệu vẫn còn hương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh nha anh chị. Hướng nhà là hướng đông nam nha anh chị. Hướng nhà là hướng đông nam ha. Cuối đây thì có nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh nằm dưới chân cầu thang ha. Cửa nhà vệ sinh là nhựa giả gỗ nha anh chị. Đó, các bể nhà vệ sinh đầy đủ, độ sử dụng độ inox hết ha. Xung quanh ốp gạch cao ráo lên tới trên hết luôn rồi. Đó, nhà cầu thang thì nằm ở cuối cầu thang thì mặt đi bằng đá Hoa Cương nha anh chị. Ở chỗ này có làm cái cửa sổ nè. Đó, chỗ này có làm cái cửa sổ nha. Đó, cửa sau. Ở ngoài sau mình còn cái khoảng giếng trời, còn sau khoảng 1 mét nữa anh chị. Và khoảng giếng trời xíu ngoài sau nè, ra ngoài không mình đi dịch giữa hai căn nhà là gần 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 1 mét ha. Từ vị trí này ra tới cái cửa cổng của mình đó, là gần 11 mét á, 11 mét á, ngang về là gần 3 mét nha anh chị, một trệt và 3 lầu nè. Bây giờ nhân đi lên trên cho anh chị mình xem nha. À, cầu thang thì đi lên thì cầu thang đúc đi lên tay vịn sắt ha, mỗi tầng thì có cái CB điện riêng. Mình có cái khoảng thông hành đi dịch phía sau khoảng 1 mét nên chủ tận dụng mở các cái cửa ở ngoài sau gió lùa vào ha. Đèn trang trí đường đà nè anh chị. Đó, cửa phòng ngủ nè. Đó, mỗi tầng như vậy thì hiện tại nhưng đang thấy cái phòng 1 là một phòng ngủ lớn luôn, rộng rãi nha anh chị. Nhà vệ sinh phía trong luôn nha, nhà vệ sinh rất là rộng luôn nha anh chị. Ở nhà vệ sinh rộng rãi. Chỗ này là đá Hoa Cương nè, làm cái kệ để mình để đồ ở bồn rửa sứ nha. Ở trên lót gạch cao ráo sạch sẽ, có làm cái vách ngăn. Đó, cái vách ngăn để anh chị mình tắm thì nó không có văng nước ra ngoài, vách ngăn kính cường lực ha anh chị. Nó tủ tắm đứng nha. Nó gạch gấp cao ráo hết luôn. Ở nhà vệ sinh bên trong nè, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha anh chị. Đó. Giường để phòng ngủ đây, tủ âm tường trên này đóng la phông giật tầng xuống, xài đèn led nha. Nhà mới chị vợ ở ngay ha, sạch sẽ, sử dụng tông màu sáng. Ở ngoài đó thì có cái ban công và cái cửa ra ngoài ban công là cửa lùa ngang qua. Đó, có lắp rèm cho chị mình hết luôn rồi. Đó, giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 380, giá này vẫn còn hương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. Nằm ở địa chỉ là 163 xẹt 12 xẹt 36 đường
Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần Bixi, gần Vạn Hạnh Mall, và gần làn đường Nam Bộ ha, nằm gần góc ngã tư giữa đường ngã ba giữa đường Tô Hiến Thành và đường Cách Mạng 8 nha anh chị, gần chợ Hòa Hưng ha. Ở đây là trung tâm của quận 10 nha anh chị. Gần ủy ban quận ha, đi rất lợi là thuận tiện rất nhiều nơi nha. Cửa Lùa ha, kính cường lực cửa Lùa ha anh chị. Đó, ngoài ngoài trước đây cái sân của mình nè. Có chừa cái sân và làm cái bát cái mái che cho mình chị mình hết luôn. Ban công thì tay vịn sắt thôi. Ở đây hiệp này đá hoa cương nữa nè. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nè. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành nha anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của Nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha anh chị. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với Nhân qua số là 0922 39 39 39 nè. Mình sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình tính lúc đi giao dịch luôn. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Đó, đây cầu thang đi lên phía cuối, lên tầng 2 nha. Đó, đường đà đúc rất là to luôn nè anh chị. Đúc rất là to luôn. Ngay chỗ cầu thang cũng là cái đèn. CV điện, mỗi tầng có CV điện riêng hết ha. Đó, nhà còn rất chắc chắn luôn. Ở đây thì hẻm thông hết luôn, hẻm trước nhà thì gần 3 mét. Hẻm thông hết ra. Hẻm 163 là hẻm nhựa nha anh chị. Hẻm nhựa hẻm xe tải vào được nha. Rồi, nhanh đi vào trong quay review cái phòng này cho anh chị mình xem ha. Đây cái phòng này. Đó, phòng cũng cao ráo sạch sẽ anh chị. Ở đây có làm cái cửa sổ nữa nè. Đây có cái cửa sổ nữa nè anh chị. Cái khung sắt bảo vệ ha. Ở trần nhà cao ráo đóng la phong hết rồi. Đây là nhà vệ sinh thứ ba của mình ha anh chị. Đây nhà vệ sinh thứ ba rồi. Nhà vệ sinh này thì cũng rộng rãi sạch sẽ, các bị nhà vệ sinh đầy đủ nha, từ ốp cao ráo tới trên hết luôn, đèn led ha, bột cửa tay bên ngoài, một cái kính rất là lớn luôn. Mặt này thì cũng đá hoa cương, dưới làm cái học để đồ, sàn thì cũng sạch sẽ hết rồi, cửa nhựa giả gỗ ha, trụ tắm đứng nha, các thiết bị đồ sử dụng đồ inox hết nha anh chị, sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở nhà vệ sinh to. Ở đây có không gian của phòng ngủ thứ hai của mình. Thì phòng ngủ này thì có lắp rèm ngoài kia. Chỗ này có cái cửa sổ nữa nè, có lắp cái rèm nên chị mình luôn. Đồ âm tường. Trần nhà cao ráo cho anh chị. Đây cửa sổ ha, cửa sổ thì lắp rèm hết rồi. Ở cửa lùa đây để lấy gió bên ngoài vào. Trần nhà cao ráo nha anh chị. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, sổ hồng riêng mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi. Ở sổ hồng hoàn công đầy đủ với diện tích sàn gần cả 100 mét ha. Đó, nhà còn mới ha. Anh chị mình muốn xem căn nhà này thì liên lạc với nhau qua số điện thoại là 0822 ha, 39 39 39 ha, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành nha. Đó, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của Nhân ha. Căn nhà này trần nhà cao quá. Rồi tiếp tục đi lên sân thượng cho anh chị mình xem ha. Và cầu thang đi lên thì cầu thang đi đá hoa cương, cầu thang đúc nha chị. Mình đi ngoài sau còn khoảng thông hành đi dịch phía sau nên chủ làm cái cửa sổ hết. Anh chị mình giặt giũ phơi đồ ở đây có đường nước. Giặt giũ phơi đồ nó sẽ ngoài sau lưng này ha. Trên này đúc luôn nha. Mái nhà là mái đúc luôn nha anh chị. Đó, gạch ốp cao ráo sạch sẽ ha. Rồi, phòng ngủ thứ ba của mình nè. Nhà mình tương đối cao nên chủ mở cửa sổ phía nông nữa. Gạch ốp cao ráo lên tới trên hết rồi. Đó, đi cái chiếc ốp lên khoảng 2 tấc rồi. Anh chị mình lau chùi cũng không dơ tường ha. Có lắp rèm cho anh chị mình hết. Đây, cửa phòng ngủ cũng là cửa gỗ ha. Nhựa giả gỗ nha chị. Đó, hai lầu sân thượng mái đúc nha anh chị. Mái che thang ở trên này đúc luôn nè. Đây, cái sân thượng phía trước nhà mình nha anh chị.
Ở trên đây sân thượng này thì chủ cũng làm cái mái che ở trên nè, cái mái che ở trên ha, tấm nhựa poly để cho mưa gió nó tạt xuống cái sân này. Hướng nhà của mình là hướng đông nam nha anh chị, đây cũng lót gạch sạch sẽ hết rồi, rồi phan sáng lên sân thượng phía trên ha. Sổ hồng riêng mua bán thì ký công chứng sang tên ha. Hẻm trước nhà thì cũng gần 3 mét, khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị, hẻm thông ha, như bàn cờ luôn. Vị trí rất là đẹp luôn, đi lại thuận tiện các quận luôn nha. Đó, giờ dân đi lên trên sân thượng phía trên luôn cho anh chị mình xem nè. Thang này cầu thang xoắn mình đi lên nha. Trên này máy đúc có máy hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha anh chị. Đó, nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, máy đúc ở trên này luôn ha. Có khung sắt cái gì bảo vệ hết cho anh chị mình luôn. Một trệt ba lầu sân thượng ha, máy đúc luôn, sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên ha. Nó nằm ở hẻm 163, hẻm 163 đường Tô Hiến Thành, là hẻm nhựa nha anh chị, hẻm xe tải vào nơi tới nơi nha. Căn nhà mình cách các hẻm lớn thì chỉ khoảng 3 đến 4 căn nhà thôi. Nhà đúc bê tông cốt thép hết ha. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với Nhân ha, qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này thì có giá là 5 tỷ 380 triệu ha, 5 tỷ 380 triệu. Giá này còn hơn lượng lọc lá thêm cho anh chị mình mua bán nhanh nha. Sổ hồng có hoàn công, nhà mới ha. Hẻm trước nhà là hẻm 3 mét nha anh chị. Gần 3 mét chứ. Được 3 phòng ngủ nha anh chị, rộng rãi mà phòng ngủ nào cũng lớn nha, có hơn 5 tỷ xíu rồi, hơn 5 tỷ xíu mình sở hữu căn nhà ở trung tâm của quận 10 rồi, thuận tiện đi lại gần chợ Hòa Hưng, gần Vàng Hạnh Mall, trung tâm mua sắm Vàng Hạnh Mall ha. Điện chính nước chính hết, điện âm tường ha. Chủ phơi đồ ngoài sau này, không gian chỗ này cũng phục lót gạch sạch sẽ và hỗ trợ cho mình một cái đèn bán nguyệt ở đây nữa nè. Cầu thang thì các bước đi rộng rãi sạch sẽ, dưới chân cầu thang thì cũng có đèn ở cái đường đà đúc của mình nè. Mái trên là mái chờ thang luôn, mái chờ thang mái đúc luôn nha, ở trên là mái đúc. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân ha. Nhân đi xuống dưới quay sơ lược lần nữa cho anh chị mình xem á. Đó, nhà mình thì khoảng không hành thì dịch phía sau là còn gần khoảng 8 tấc hết gì, 8 tấc mình mở cửa sổ ra. Đó, các tầng đều mở cửa sổ hết. Nó đã phòng ngủ ha. Phòng ngủ lớn ha. Từ mí này ra tới hẳn mặt trước luôn. Phòng ngủ lớn ha. Nhà vệ sinh phía trong hết ha anh chị. Nhà vệ sinh thì cực kỳ đẹp luôn, rộng rãi. Phòng ngủ này mở cái hồ sơ cho chị xem ha. Đây, phòng ngủ phía trong nha chị. Đèn cái rèm cho anh chị mình hết rồi. Rèm hai mà hai lớp rồi nha. Một lớp mỏng bên ngoài lấy ánh sáng, và lớp mình muốn che tối thì kéo thêm lớp nữa ha. Hẻm 163 đường Tô Hiến Thành là hẻm nhựa nha anh chị. Phòng ngủ nè, cực kỳ rộng luôn. Ngang là gần 3 mét và sâu vào là mét nha anh chị. Đó. Rộng rãi, sạch sẽ, trần nhà cao ráo, đón lớp phong diệt tầng, điện âm tường hết. Nhà vệ sinh nè, rộng rãi luôn. Nhà vệ sinh này sạch sẽ. Đó. Có vách kính cường lực hết luôn nha anh chị. Mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên. Hẻm trước nhà hẻm 3 mét nha. Cầu thang nằm ở cuối nên các phòng đều rộng hết anh chị. Và mình còn khoảng thông hành đi dịch phía sau, mình mở cái cửa đó nè.
Nhà vô rất là thoáng luôn nha. Nhà này vô rất là thoáng luôn nha anh chị. Đây có nhà vệ sinh dưới này. Gạch còn mới ha. Không gian bếp. 5 tỷ 380 triệu vẫn còn lọc lá thêm cho anh chị mua bán nhanh ha. Làm rất là hay luôn. Đó, để xe chạy vô, để xe luôn, chạy vô, để xe rồi mình đi không. Lên nhà ở rồi. Rộng rãi. Bán ký chứng center thôi nha anh chị. À, đây ra ngoài kia. Rồi, hãy like video để ủng hộ kênh của dân nhé. Và nhấn đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân qua số là 0822 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Xe Thành, hẻm hai xe qua lại thoải mái luôn. Khu dân cư hiện hữu hết nha. Rồi, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau.